Một tuần đã trôi qua và chúng ta lại cùng gặp gỡ nhau trong gian bếp của PTV. Và anh Tú ơi, ngày hôm nay thì anh sẽ giới thiệu đến cho khán giả của PTV món ăn gì đấy ạ? Anh em mình đã đi qua tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam rồi. Dạ. Thì hôm nay anh em mình đi một vòng sang nước bạn láng giềng Thái Lan đi. À. Sẽ có cái món ăn là tôm yam cung, là một dạng canh chua cay kiểu Thái, cũng rất là nổi tiếng trên thế giới. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho khán giả đi. Rồi, nghe đã thấy hấp dẫn rồi. Vậy thì với cái món ăn như thế này thì sẽ cần phải chuẩn bị những nguyên liệu như thế nào ạ? Canh chua cay với cả tôm thì sẽ không thể thiếu tôm được rồi. Mình sẽ dùng tôm sú. Hôm nay mình sẽ sử dụng nấm hải sản. Đấy. Sẽ có riềng, sả, lá chanh, đấy, ớt. Thế thì nguyên liệu đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chế biến thôi, đúng không anh? Trước tiên thì mình sẽ đun nước dùng trước. Vâng. Em bóc cái tôm này ra ấy, thì mình sẽ sử dụng cái vỏ tôm này để làm nước dùng. Vâng. Cho đó thì mình sẽ sử dụng cho một tí sả vào trong đấy. Vâng. Dùng cái vỏ tôm nó sẽ nước nó sẽ ngọt. Đây, lúc nãy em có hỏi anh là tại sao lại để nguyên cả cái gốc của cái mùi. Vâng. Nhưng mà cái gốc của cái mùi rất là thơm. Đầu tôm này, vỏ tôm này. Đấy. Cho nước dùng nó sẽ ngọt em ạ. Mọi nguyên liệu thì không thể bỏ phí được, kể cả gốc của cây rau mùi thì vẫn có thể sử dụng để làm cho nước dùng cảm thấy ngon hơn quý vị ạ. Khi mà đợi nước dùng thì mình sẽ chuẩn bị cái nguyên liệu để mình nấu. Mình cắt cái sả chéo này. Thông thường thì những cái gia vị như thế này thì mình sẽ chuẩn bị số lượng như thế nào để cho nó vừa đủ? Nếu mà ví dụ như mình nấu khoảng 1 lít nước thì mình sẽ dùng khoảng độ 2 củ sả để mình nấu súp, là một quả ớt sừng này. Đấy. Ở đây mình không kiếm được cái lá chanh Thái, cái kaffir nếp nó rất là thơm. Tuy nhiên thì mình đây sử dụng cái chanh của mình. Chanh Việt Nam thì cũng đã đủ thơm rồi. Đây là riềng. Đấy, riềng mình sẽ dùng cái riềng nó đừng có già, nó cũng không non quá, mình dạng như là bánh tẻ. Đây là chanh. Chanh này thì mình sẽ vắt lấy nước. Khi mà nước dùng sôi khoảng 5 phút thì mình vớt hết cả cái phần vỏ tôm với cả mấy cái sả ấy. Đấy. Sau đó thì mình sẽ cho các nguyên liệu vào để mình nấu. Đây là một nước dùng rất là trong, đúng không? Anh sẽ cho riềng, sả và các nguyên liệu vào để mình nấu súp. Mình sẽ cho tôm. Có cần phải đợi nước sôi lại nữa không hay là... Đây, mình cho vào luôn đây rồi. À. Nấu súp rất là nhanh. Đấy. Như thế này thì đến bao giờ thì mình có thể sử dụng được rồi anh? Khi mà đây bây giờ sôi là bắt đầu em có thể em nêm nếm gia vị vào là ok rồi. Đấy nhá, bắt đầu mình cho cái tôm giam pết. Ở Thái nó còn có một cái loại nữa là cái loại sốt ớt ấy, có thể cho vào đó. Đấy, nó vừa đẹp màu, nó vừa... Đấy, em ngửi thấy mùi thơm không? Có. Em đã thấy mùi nó rất là thơm rồi ạ. Và bây giờ thì mình sẽ cho nấm vào ạ. Mình sẽ cho nấm. Đấy, xong bây giờ mình sẽ cho khoảng 3 thìa mắm. Với 1 lít nước thì là sẽ nêm khoảng 3 thìa mắm. Ừ, 3 đến 4 thìa. Vâng, như thế nó sẽ vừa vị. Đợi sôi xong đó thì mình sẽ cho cái nước cốt dừa ấy. Đấy, Thái nó rất là nổi tiếng về cái cốt dừa đấy, nó rất là thơm. Đấy, thì mình sẽ cho cái một chút cốt dừa và cái mùi tàu vào. Mùi tàu mình sẽ cắt khoảng 3-4 cm này. Có thể nói là món này là một món mà rất là nhiều các cái gia vị khác nhau ở trong cùng một món ăn. Đúng rồi. Đó.
cái tác dụng của nước cốt dừa khi mà cho vào cái món ăn này là như nào anh? Cho nó mùi thơm hơn em ạ. Mình tắt bếp đi nhé, mình sẽ cho nước chanh. Vì đặc trưng của món ăn Thái là chua và cay đúng không anh? Thế nên là mình sẽ điều tiết làm sao cho cái hương vị của nó đúng chuẩn. Em đang rất là háo hức về món ăn này đấy ạ, vì nó rất là đẹp mắt, màu sắc này, mà lại còn thơm nữa. Để món ăn mà nó hấp dẫn và ngon mắt thì chúng ta phải để co tí, cho tí lá rau mùi, mùi tàu, giềng. Vậy là món tôm nhâm cung súp tôm chua cay kiểu Thái đã được hoàn tất. Vậy anh mời Tuấn Việt thưởng thức nhé. Vâng ạ. Vậy thì hai anh em mình sẽ cùng thưởng thức mà thành quả hai anh em đã cùng với nhau vào bếp ngày hôm nay ạ. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức cùng với chúng tôi. Em để em ăn còn thử cả cái lấm ấy nữa này. Đấy. Sẽ ngấm được hết các vị. Đúng rồi, thưởng thức cả các vị của nó luôn. Vâng, em mời anh Tú và mời quý vị khán giả. Trước tiên là về cảm quan, nhìn qua là nó đã rất là ngon mắt rồi ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ thử xem là hương vị nó sẽ như thế nào. Wow, em thấy là em cảm nhận được rất là rõ cái vị chua này, thanh thanh, nhẹ mà không hề bị gắt. Rất là ngon anh Tú ạ. Và khi quý vị thưởng thức nó ở trong lúc mà nó đang vừa nấu xong mà nóng như này thì sẽ rất là ngon miệng. Và chúc quý vị sẽ có thể thử nấu món súp tôm nhâm ngày hôm nay mà anh Tú đã hướng dẫn cho quý vị để có thể có một món ăn ngon vào cuối tuần.